Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Thư gửi thiếu nhi Liên Xô. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 11, trang thứ 15. Toàn văn tác phẩm như sau. Thân gửi các cháu nam nữ thiếu nhi Liên Xô bé nhỏ của bác. To soạn tờ báo của các cháu, yêu cầu bác viết cho các cháu một vài dòng. Bác vui lòng thực hiện yêu cầu đó. Từ Việt Nam xa xôi, các bạn thiếu nhi Việt Nam bé nhỏ của bác, của các cháu, nhờ bác chuyển tới các cháu nhiều lời chào mừng thân ái và nhiều cái hôn. Các bạn thiếu nhi Việt Nam của các cháu coi các cháu như anh em trong một nhà. Các cháu yêu quý của bác, chỉ ít ngày nữa ở Moscow sẽ khai mạc cuộc đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 6. Nhân dịp này, bác gửi lời chào mừng các cháu. Bác mong các cháu luôn luôn yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, kính trọng và yêu mến cha mẹ, thầy học và anh em bạn, và luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với thiếu nhi Việt Nam cũng như thiếu nhi toàn thế giới. Bác hôn các cháu. Moscow, ngày 17 tháng 7 năm 1957. Bác hộ của các cháu. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1958, tập 4, trang 102. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.